Với hơn 29 năm đi vào hoạt động và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, đến nay công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Ý không chỉ đi đầu về siêu thị điện tử mà công ty còn phát triển kinh doanh ở nhiều lĩnh vực khác nhau tại thành phố Đà Lạt nói riêng và tại tỉnh Lâm Đồng nói chung. Tọa lạc tại số 120-122, đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Đà Lạt. Siêu thị Điện tử Ý chuyên kinh doanh các mặt hàng điện tử, điện lạnh cao cấp, là điểm mua sắm đáng tin cậy của người dân khu vực tỉnh Lâm Đồng. Với các sản phẩm từ những thương hiệu điện tử cao cấp như Samsung, Panasonic, Sanzo, v.v. Các sản phẩm của siêu thị Điện máy Ý luôn song hành giữa chất lượng sản phẩm và chế độ hậu mãi, bảo hành chuyên nghiệp, thường xuyên có các chương trình tư vấn sản phẩm, hỗ trợ mua trả góp linh động nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho khách hàng khi tham gia mua sắm tại siêu thị. Ngoài ra, Điện tử Ý còn thường xuyên có chương trình tri ân khách hàng, bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần thưởng giá trị. Nhân dịp xuân đến thăm năm 2016, tôi, giám đốc công ty Điện tử Ý, thay mặt cho toàn thể nhân viên công ty Điện tử Ý xin cảm ơn lời sự ủng hộ của quý khách trong suốt 29 năm qua, và tôi cam kết rằng tôi và toàn thể nhân viên công ty Điện tử Ý sẽ cố gắng hết sức mình để trở thành điểm mua sắm lý tưởng và nơi mua sắm đáng tin cậy đối với quý khách. Và nhân dịp năm mới này, tôi xin gửi đến quý khách lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Ý còn có dịch vụ lưu trú khách sạn Ý Lan đạt chuẩn 2 sao. Khách sạn Ý Lan gồm 22 phòng sang trọng, được trang bị đầy đủ các trang thiết bị hiện đại với đầy đủ các dịch vụ đi kèm như nhà hàng, buffet, v.v. Ý Lan còn phù hợp cho các nhóm khách lẻ, khách đoàn khi du lịch hay công tác tới Đà Lạt. Bên cạnh đó, cà phê Ý Lan cũng là một điểm nhấn vô cùng độc đáo. Ý Lan có lối thiết kế mở, thoáng mát nhưng rất sang trọng, là không gian lý tưởng cho các buổi liên hoan, sinh nhật, họp mặt, với không gian cà phê độc đáo, đội ngũ nhân viên thân thiện, nhiệt tình. Cà phê Ý Lan là điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Đà Lạt. Công ty trách nhiệm hữu hạn Điện tử Ý, trọn vẹn niềm tin nơi khách hàng.